Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng tại phố Lụa, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Ngôi nhà có diện tích ở trên sổ đỏ là 32m² và diện tích xây dựng thực tế là rơi vào sắp xỉ 35m. Có hướng chính là hướng Đông Bắc và đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 700 triệu đồng. Ngôi nhà được thiết kế là bao gồm 4 tầng với thiết kế là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ngôi nhà và vị trí của ngôi nhà để cho mọi người có thể là hình dung được rõ hơn. Với vị trí nằm tại phố Lụa, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội thì đây là một cái khu vực trung tâm sầm uất buôn bán của quận Hà Đông. Nhu cầu mua nhà và cần thuê nhà rất là cao, cho nên là khi quý khách hàng mua nhà ở đây thì là chúng ta ở thì sẽ được hưởng tất cả những cái tiện ích và dịch vụ ở phía xung quanh ngôi nhà. Trong vòng bán kính là 500m là sẽ có đầy đủ hết toàn bộ trường học, siêu thị, bệnh viện, khu vui chơi. Mọi người có thể thấy luôn là cái vị trí ngõ ở trước nhà đây là ngõ rộng 3m, xe máy là có thể là tránh nhau thoải mái đấy. Và cái vị trí nhà là cách với đường ô tô đi là chỉ khoảng tầm 50m mà thôi. Cái mặt tiền của ngôi nhà là toàn bộ đều đã được ốp bằng gạch cửa granite hết. Cửa chính của ngôi nhà sử dụng là cửa hai lớp, phía bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và phía bên trong là cửa gỗ có những ô thoáng bằng kính rất là thoáng. Sau đây mời mọi người tham quan chi tiết ở phía bên trong của ngôi nhà. Với thiết kế là 32m² và hình dạng của ngôi nhà là hình dạng ống, để cho nên là chúng ta là có thể là chia hai phòng rất là hợp lý. Ở phía tầng 1 đây là sẽ bao gồm là một phòng khách. Đây là khu vực phòng khách. Phòng khách rất là rộng. Một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Toàn bộ hệ thống gạch lát nền cũng như là trần thạch cao, đèn led, đèn chiếu sáng đều được hoàn thiện xong hết. Và ở phía bên trong đây là khu vực phòng bếp. Hiện tại là chúng tôi chưa lắp đặt cái hệ thống tủ bếp lên, nhưng mà hệ thống tủ bếp dự kiến sẽ là bằng chất liệu sử dụng là bằng gỗ acrylic chống cong vênh mối mọt và có màu chủ đạo sẽ là màu trắng theo cái vân của cái gạch lát nền đây. Toàn bộ hệ thống vòi rửa và chậu rửa chúng tôi sử dụng là hàng nhập khẩu Hàn Quốc, chất liệu là inox 304. Mọi người có thể là nhìn kỹ toàn bộ cái không gian của cái phòng bếp ở tầng 1 đây. Thiết kế cực kỳ hợp lý. Ở trong phòng bếp này chúng ta có thể kê được bộ bàn ăn cũng như là đặt tủ lạnh rất là hợp lý. Và ở phía tầng 1 này sẽ có thêm cả một nhà vệ sinh nữa. Nhà vệ sinh đều đã được chúng tôi lắp đặt hoàn thiện xong hết hệ thống bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và cả hệ thống máy bơm nước để bơm nước lên trên bồn nước ở trên tầng 4. Ở phía bên trên màn hình đây là hệ thống cầu thang để đi lên trên các tầng. Có tay vịn là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Đấy, và chất liệu của cái hệ thống tay vịn cầu thang này là sử dụng là chất liệu là inox và gỗ. Đấy, đảm bảo là tính sang trọng cũng như là tính bền chắc chắn của cái sản phẩm. Toàn bộ hệ thống gạch đá ốp lát cầu thang là sử dụng là đá granite nguyên tấm, sử dụng là hai màu là màu đen và màu trắng. Ở phía bên trên tầng 2 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ cùng với lại một nhà vệ sinh và một phòng thay đồ ở đây. Chúng tôi thiết kế khu vực phòng thay đồ này là quý khách hàng là có thể là đặt tủ quần áo ở bên trong này, chúng ta có thể là lấy đồ thay đồ. Và ở bên trong đây là nhà vệ sinh. Sử dụng sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu nền khối cũng như là lavabo, kệ đá. Đấy, toàn bộ hệ thống thiết bị vệ sinh cũng như là hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống phụ kiện đều được chúng tôi hoàn thiện xong hết. Cửa nhà vệ sinh sử dụng là bằng cửa nhôm kính. Đây là cái khu vực phòng ngủ. Phòng ngủ chính, phòng ngủ master của ngôi nhà có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Chúng tôi cũng đã thiết kế sẵn hệ thống ống chờ để quý khách hàng có thể lắp đặt điều hòa. Toàn bộ cái khu vực của tầng 2 này thì sẽ được lát nền là bằng sàn gỗ công nghiệp
Đấy, màu sắc rất là đẹp, cùng tông với màu cửa. Hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn led, đèn ngủ, đèn chiếu sáng đều được hoàn thiện xong hết. Sử dụng cửa thông phòng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi, cửa rất là to, rất là rộng. Đây là toàn bộ cái không gian phòng ngủ của tầng 2. Diện tích phòng ngủ tương đối lớn, trên 20m2. Để chúng ta có thể là kê giường, tủ, bàn ghế cũng như là bàn làm việc, bàn trang điểm rất là thoải mái. Tiếp theo đây mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 thì là sẽ bao gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong đây. Phòng ngủ rất là vuông, rất là rộng. Đấy, đã có sẵn cái hệ thống chờ để lắp điều hòa ở kia. Có cửa sổ mở ra ngoài phía ô cầu thang để lấy ánh sáng cũng như là không khí. Cửa thông phòng mà sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Gạch nát nền là sử dụng là gạch nát nền vân gỗ. Kích thước là 60x60. Đây, và đây là phòng ngủ phía bên ngoài đây. Tất cả các phòng ngủ thì là chúng tôi đều thiết kế hệ thống cửa sổ cũng như là hệ thống ống chờ để lắp điều hòa hết rồi. Để quý khách hàng có nhu cầu thì chúng ta có thể là chuyển đồ về và ở luôn được. Đây là nhà vệ sinh của tầng 3. Đó, nhà vệ sinh rất là rộng. Chúng tôi đã lắp là hoàn thiện xong hết hệ thống thiết bị vệ sinh, bồn cầu, lavabo cũng như là hệ thống gạch ốp tường, gạch nát nền. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng thờ, một sân phơi và một cái khu vực để máy giặt. Đây là khu vực phòng thờ. Đấy, phòng thờ là cũng đã được hoàn thiện xong hết. Có cửa sổ mở ra ô cầu thang. Cũng có cửa thông phòng đây. Đây, ở ô cầu thang của chúng ta sẽ có thêm cái hệ thống giếng trời đây để cung cấp ánh sáng cho toàn bộ cái khu vực ô cầu thang. Và đây là khu vực để máy giặt. Chúng tôi đã thiết kế sẵn hệ thống cấp nước cũng như là xả nước cũng như hệ thống điện để quý khách hàng có thể là đặt máy giặt ở đây. Ở phía bên ngoài đây là khu vực sân phơi. Đấy, khu vực sân phơi là toàn bộ hệ thống trần của ngôi nhà từ tầng 1 đến tầng 4 đều được là đổ trần bê tông hết. Thiết kế xong hết hệ thống chuồng cọp cũng như là cổ thoát hiểm phía bên ngoài đây. Gạch nát nền là sử dụng là gạch sân vườn, kích thước là 50x50. Mọi người có thể là nhìn thấy ở phía xung quanh của ngôi nhà đây, khu dân cư ở rất là đông. Rất là nhiều nhà cao tầng, khu vực dân trí cao, sầm uất đầy đủ tất cả các tiện nghi, trung tâm của quận Hà Đông. Sau đây tôi xin nhắc lại một chút cái thông tin của ngôi nhà để cho quý khách hàng có thể nắm rõ hơn. Ngôi nhà có diện tích ở trên sổ đỏ là 32m2 và diện tích xây dựng thực tế là rơi vào xấp xỉ 35m, với thiết kế là bao gồm là 4 tầng, có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Có hướng nhà là hướng Đông Bắc, có vị trí nằm tại phố Lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, đang được chúng tôi chào bán với giá là 2.700.000.000 đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người cần tư vấn hoặc xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video, nếu như mà thấy video có nhiều thông tin hay và bổ ích thì nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.